kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin 18h30 phút chiều nay thứ năm, ngày 5 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, cùng với các tin tức thời sự cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Hưng Yên và Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn giáp danh. Theo đó, các đơn vị sẽ phối hợp tăng cường trách nhiệm phát huy hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giáp danh, chủ động xây dựng các mô hình liên kết về an ninh trật tự. Thời gian qua, có tình trạng đối tượng lợi dụng địa bàn giáp danh để hoạt động mua bán, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Phương thức thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, manh động. Các đối tượng nghiện ở địa bàn này thường sang địa bàn giáp danh để mua ma túy về sử dụng và ngược lại, gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra, xử lý của lực lượng công an. Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên vừa tổ chức lấy ý kiến của cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh khối lớp 9 trên toàn tỉnh về phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025. Theo đó, đối với lớp 10 trung học phổ thông không chuyên, lựa chọn một trong hai phương án tuyển sinh. Phương án 1 là giữ nguyên như năm học 2023-2024. Thí sinh làm 3 bài thi gồm toán, ngữ văn và bài thi tổng hợp. Phương án 2, thí sinh làm 3 bài thi toán, ngữ văn và tiếng Anh, trong đó điểm thi môn toán và ngữ văn hệ số 2, môn tiếng Anh hệ số 1. Đối với môn chuyên, thi vào lớp 10 chuyên tin, trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên cũng có hai phương án. Phương án 1 là thi môn toán như mọi năm. Phương án 2, thí sinh sẽ dự thi môn tin, hình thức thi lập trình trên máy tính. Các cơ sở giáo dục lấy ý kiến tổng hợp và báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo vào ngày 7 tháng 10. Từ đầu tháng 9 đến nay, trung bình mỗi ngày Bệnh viện Mắt Hưng Yên khám cho từ 50 đến 70 bệnh nhân đau mắt đỏ. Và điều đáng nói, trong số đó có những bệnh nhân đến khám trong tình trạng bị biến chứng do đã tự ý dùng thuốc tại nhà dài ngày. Các bác sĩ cho biết khoảng trên 20% bệnh nhân đến khám trong tình trạng đã bị biến chứng từ viêm kết mạc sang viêm giác mạc, loét giác mạc. Hầu hết, đây là các bệnh nhân đã tự mua các loại thuốc kháng sinh điều trị tại nhà từ 7 đến 10 ngày. Bệnh vẫn chuyển biến nặng nên mới vào viện. Các bác sĩ khuyến cáo, do giai đoạn đầu bệnh, bệnh nhân cần tăng cường miễn dịch để chống trả virus, thì lại dùng corticoid liều cao để ức chế miễn dịch dẫn đến bệnh lai dai. Người bệnh thấy giảm triệu chứng đỏ mắt nên tưởng khỏi nhanh, nhưng thực tế virus đang tăng nồng độ. Nếu phát hiện chậm hoặc chữa trị không hợp lý có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, giảm thị lực. Liên quan đến việc triển khai dự án đường vành đai 4 tại nghĩa trang cụm thôn Khúc Lộng, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên có 550 ngôi mộ nằm trong phạm vi phải giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm này, người dân nơi đây đồng thuận cao và đã sẵn sàng cho việc di chuyển. Hiện xã Vĩnh Khúc đã chỉ đạo cụm thôn Khúc Lộng gồm 4 thôn Đọ, Cầu, Lương và Thôn Trình tập trung xây dựng khu nghĩa trang mở rộng để nhân dân di chuyển phần mộ, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Huyện Văn Giang đã công khai dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ, đang hoàn thiện hồ sơ để trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ xong trước ngày 15 tháng 10 năm 2023. Dự kiến đầu tháng 9 âm lịch, công tác di chuyển mộ mả ở xã Vĩnh Khúc sẽ bắt đầu. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính một cá nhân ở xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên với số tiền 10 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy hơn 1,3 tấn thịt lợn không đảm bảo yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước đó, ngày 3 tháng 10, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô tải biển kiểm soát 89C24965 có hơn 1,3 tấn thịt lợn đã biến đổi màu, bốc mùi ôi thiêu. Người điều khiển phương tiện không cung cấp được hóa đơn, chứng từ hoặc tài liệu liên quan đến số thịt lợn trên. Lực lượng chức năng xác định toàn bộ số thịt lợn trên xe đang trong quá trình phân hủy bốc mùi, không đảm bảo vệ sinh thú y. Hàng không đủ tiêu chuẩn làm thực phẩm, đề nghị tiêu hủy. Xin được chuyển sang các tin tức khác. Bệnh viện Nhi Trung ương vừa đưa ra cảnh báo về hình thức lừa đảo mới xuất hiện. Theo đó, lợi dụng việc quét mã QR để thanh toán rất nhanh chóng, thuận tiện, các đối tượng xấu đã thực hiện dán QR giả mạo tại mặt ngoài một số quầy thanh toán viện phí của Bệnh viện Nhi Trung ương để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngay sau khi phát hiện, bệnh viện đã nhanh chóng gỡ bỏ các mã QR lừa đảo trái phép này, khuyến cáo người dân khi đưa con đến thăm khám và điều trị tại bệnh viện cần cảnh giác với các mã QR lừa đảo được dán bên ngoài các quầy thanh toán và không quét mã khi chưa có sự hướng dẫn của nhân viên bệnh viện tại các quầy thuốc thanh toán.
Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức lễ hội quảng bá hình ảnh, thu hút du khách, phục hồi và phát triển du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng chỉ đạo Ban Quản lý Khu Du lịch Thác Bản Dốc thực hiện không thu phí đối với du khách tham gia lễ hội du lịch Thác Bản Dốc năm 2023 từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 10. Các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp với huyện Trùng Khánh tích cực chủ động triển khai các nội dung đảm bảo an ninh trật tự an toàn và giao thông thông suốt trong thời gian diễn ra lễ hội. Lễ hội Thác Bản Dốc năm nay với nhiều hoạt động đặc sắc như lễ rước nước cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, không gian trưng bày giới thiệu sản vật đặc sản ẩm thực, hoạt động thể thao, trò chơi dân gian và tuần lễ trải nghiệm vườn rẻ. Suốt 7 năm qua, câu lạc bộ Make Up Sắc Màu Yêu Thương đã trang điểm và chụp ảnh miễn phí cho hơn 1.000 cặp đôi khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh lân cận. Câu lạc bộ Make Up Sắc Màu Yêu Thương hiện có trên 300 thành viên, trong đó hoạt động đồng cốt có 35 thành viên. Các thành viên đều đã học qua khóa Make Up chuyên nghiệp và mong muốn được góp công sức làm việc thiện nguyện. 7 năm qua, các thành viên câu lạc bộ đã Make Up miễn phí cho hàng nghìn cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn. Niềm vui mà họ nhận được chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của các cặp đôi khi có được những bộ ảnh xinh đẹp trong ngày cưới. Nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, chính phủ Australia vừa phê duyệt một dự án trang trại năng lượng mặt trời mới ở khu vực miền trung của bang Queensland. Và đây là một trong những dự án lớn được kỳ vọng giúp Australia đạt tỷ lệ năng lượng tái tạo chiếm 82% vào năm 2030. Các chuyên gia cho rằng trại năng lượng mặt trời Smoky Creek sẽ sản xuất 1,19 triệu MWh năng lượng tái tạo mỗi năm, đủ để cung cấp cho hơn 200.000 hộ gia đình. Dự án cũng sẽ giúp cắt giảm gần 1 triệu tấn khí thải carbon vào khí quyển mỗi năm, tương đương việc loại bỏ khoảng 310.000 xe ô tô ra khỏi hệ thống giao thông đường bộ mỗi năm. Ngoài việc là một phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh của Australia, trang trại năng lượng mặt trời Smoky Creek còn được kỳ vọng thúc đẩy nền kinh tế địa phương với kế hoạch mua sắm phục vụ dự án tại địa phương và giải quyết ít nhất 50% nhu cầu việc làm tại khu vực. Thủ tướng Anh ông Rishi Sunak hôm 4 tháng 10 cho biết sẽ xem xét nâng độ tuổi tối thiểu được phép nâng tuổi mua thuốc lá mỗi năm thêm 1 tuổi để loại bỏ thói quen hút thuốc lá trong giới trẻ và hướng đến mục tiêu trở thành quốc gia không khói thuốc. Phát biểu tại thành phố Manchester, Thủ tướng Anh ông Rishi Sunak cho biết các biện pháp bao gồm việc nâng dần độ tuổi hút thuốc lá hợp pháp, cấm bán thuốc lá cho những công dân sinh sau năm 2008, cũng như giảm dần chất nicotine trong các sản phẩm thuốc lá. Ông nhấn mạnh hiện tại Anh cứ 5 người hút thuốc thì có 4 người bắt đầu trước tuổi 20 và chính phủ cần sớm hành động để ngăn chặn, loại bỏ hoàn toàn thói quen hút thuốc trong thanh thiếu niên kể từ năm 2040. Liên đoàn bóng đá FIFA Thế giới ngày 4 tháng 10 thông báo Maroc, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã được chọn là ba nước chủ nhà của giải vô địch bóng đá Thế giới World Cup 2030. Liên danh ba nước gồm Maroc, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là ứng cử viên duy nhất đăng cai giải đấu năm 2030. Bên cạnh đó, Uruguay, Argentina và Paraguay sẽ được đăng cai tổ chức 3 trận đấu để kỷ niệm 100 năm giải đấu này. World Cup đầu tiên năm 1930 được tổ chức tại Uruguay và đội chủ nhà đã giành cúp vàng. Quyết định trên của FIFA đánh dấu lần đầu tiên World Cup sẽ được tổ chức tại 6 quốc gia trên 3 châu lục là châu Âu, châu Phi và châu Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin 18h30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.